Mái ngàn kiều này. Để coi cần kiều hướng gì. Kêu két 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 thôi, kêu nghe két 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 két. Còn bên này đây không biết kêu gì két két này, đâu các bạn bình luận coi cái gì kêu két két, bạn hư cái gì các bạn? Chốt có nghe két 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 két, biết lý do gì? Đó, kia cái két á. Cái nó giật nó kêu két 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 két, không biết lý do gì kêu két két. Các bạn có biết thì bình luận cho biết cái đó kêu cái gì, két 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 két. Rồi hết rồi, mập xong rồi. Nãy kêu cái két, các bạn bình luận coi kêu gì có két nha các bạn. Tôi không biết cái gì mà kêu cái két lắm. Thôi xin chào, bye bye.